Rồi ạ. Rồi. Vâng, chúng ta bắt đầu vào bài ạ. Các bạn cũng biết rằng là bây giờ thì các bạn làm ở các cơ sở y tế thì cũng có thể là các bạn đã từng điều trị một số hoặc là nhiều bệnh nhân tăng áp lực động mạch phổi, và cũng có bạn là có thể là mình chưa gặp bệnh nhân tăng áp lực phổi và cũng chưa điều trị bao giờ. Thì đấy là lý do là bởi vì cái tăng áp lực mạch phổi nó là một được coi là một bệnh hiếm, cho nên bây giờ nó vẫn được coi là một bệnh hiếm, và cái tỷ lệ mắc tăng áp lực mạch phổi vô căn ấy thì nó chỉ khoảng 1 đến 2 triệu người trong một 1 đến 2 người trong 1 triệu người trưởng thành. Số người hiện mắc tăng áp lực mạch phổi vô căn thì người ta cũng chỉ ước tính khoảng 5.000 bệnh nhân, và tăng áp lực mạch phổi nói chung thì khoảng 30.000. Tuy nhiên, các số liệu trên thế giới hiện tại về dịch tễ học tăng áp lực mạch phổi thì chủ yếu dựa trên cơ sở dữ liệu từ các nghiên cứu sổ bộ, chứ còn lại mình chưa có những nghiên cứu những cái nghiên cứu dạng như là ngẫu nhiên đa trung tâm, mà chủ yếu là các nghiên cứu sổ bộ, vì là tính chất là bệnh nhân bệnh hiếm, thế nên là người ta sẽ phải cần thống kê trong rất nhiều năm, và cái tính chất bệnh hiếm nên là cũng rất khó khăn và tốn kém để có thể thực hiện được các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đa trung tâm. Và với những các nghiên cứu khác về tim mạch thì chúng ta có thể tiến hành rất là dễ dàng với cỡ mẫu rất là khổng lồ. Thế nhưng mà với những nghiên cứu về tăng áp mạch phổi, chúng ta chỉ có thể có những cỡ mẫu hiện tại, các nghiên cứu bây giờ trên thế giới đang tiến hành ở cả trăm trung tâm trên thế giới, thì cái số bệnh nhân mà cỡ mẫu đưa ra chỉ là khoảng từ 300 đến 500 bệnh nhân, và cũng rất khó khăn để thu tuyển được từng bệnh nhân. Bởi vì Bệnh viện Đại học Hà Nội chúng tôi cũng có tham gia hiện tại là 3 nghiên cứu đa trung tâm quốc tế về điều trị tăng áp lực mạch phổi. Thế nhưng mà cái mục tiêu của mỗi mỗi site mà người ta đặt ra thì lấy tối đa được 10 bệnh nhân, mà cũng rất khó khăn. Đặc biệt là nếu mà chúng ta nghiên cứu trên cái đối tượng là tăng áp lực động mạch phổi ở trẻ em. Đấy. Và vì nó là bệnh hiếm như thế, và ngay cả trên thế giới thì cái hiểu biết về tăng áp lực mạch phổi trên thế giới thì cũng còn rất hạn chế so với những cái bệnh lý khác. Thế nên là ở Việt Nam thì cái mức độ hạn chế này nó cũng sẽ đi sau một bước nữa. Vì chúng ta còn thiếu thốn rất là nhiều, kể cả công cụ chẩn đoán cũng như là cái phương tiện điều trị. Và một cái vấn đề cũng góp phần lớn vào cái rào cản đó là cái chi phí điều trị lớn. Chi phí đó nó là một cái rào cản rất lớn đối với bệnh nhân tăng áp lực phổi Việt Nam, cũng như là cái việc mà các bệnh nhân được tiếp cận với điều trị ngang mức trên thế giới, chúng ta chưa đạt được cái mức độ đó vì chúng ta không có đầy đủ tất cả những cái liệu pháp điều trị như trên thế giới. Thế thì trong mặc dù nó là bệnh hiếm nên chúng ta cũng ít tiếp cận, nên đôi khi là chúng ta cũng không để ý đến nó, không cảnh giác để mà tìm và chẩn đoán nó. Thế nên là đôi khi chúng ta sẽ bỏ sót và chúng ta chỉ phát hiện ở giai đoạn mà bệnh nhân rất là rõ ràng. Bệnh nhân có thể đi lòng vòng qua một số các chuyên khoa, đặc biệt là chuyên khoa về hô hấp chẳng hạn, bởi vì bệnh nhân có những triệu chứng về khó thở. Nhưng khi họ đến đấy thì hầu như là chưa có gì biến đổi lắm, và chúng ta nghĩ rằng là cũng không có vấn đề gì đáng kể, và chúng ta cũng mà cho bệnh nhân về. Thế nhưng mà mục tiêu mà những cái hội về tăng áp lực mạch phổi họ đưa ra đó là chúng ta sẽ cần chẩn đoán sớm hơn và chính xác tăng áp lực mạch phổi. Vì cái việc chẩn đoán sớm hơn và chính xác nó sẽ giúp cho bệnh nhân cải thiện được cái tiên lượng sống còn của người bệnh. Thế thì quay về cái phân loại tăng áp lực mạch phổi của Tổ chức Y tế Thế giới thì chắc là các bạn cũng đã từng được nghe ở đâu đó rồi, và cũng đã có những khái niệm cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ có 5 nhóm tăng áp lực mạch phổi, bao gồm có cả trước và sau mao mạch. Trong đó thì nhóm 1 thì được gọi là tăng áp lực động mạch phổi, đấy là cái nhóm mà chúng ta trao đổi chủ yếu trong ngày hôm nay. Thì cái sự khác biệt trong cái định nghĩa tăng áp lực mạch phổi đó là ngoài cái áp lực động mạch phổi trung bình, bây giờ là người ta đã đưa cái giá trị xuống thấp hơn rồi, tức là người ta lấy giá trị áp lực phổi trung bình trên thông tim là lớn hơn 20 mét thủy ngân, thì hai cái giá trị mà cần có để chẩn đoán khẳng định là tăng áp lực động mạch phổi đó là cái áp lực mao mạch phổi bít nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 15 mét thủy ngân, và sức cản động mạch phổi phải lớn hơn 3 đơn vị Wood. Thế còn nhóm 2 thì là nhóm tăng áp lực mạch phổi do bệnh tim trái, tức là hoàn toàn là tăng áp mạch phổi là sau mao mạch. Nhóm 3 là nhóm tăng áp lực mạch phổi do các bệnh lý về phổi và tình trạng thiếu oxy, thì ra có những cái bệnh
nhu mô phổi, phổi kẽ, xơ phổi đó. Nhóm 4 là nhóm thuyên tắc huyết khối phổi mãn tính. Đấy, thì là nó có những cái cục máu đông ở trong lòng các động mạch phổi. Và nhóm 5 là những nhóm, một cái nhóm mà nó chiếm rất cũng đáng kể, đó là những nhóm mà mình chưa rõ nguyên nhân hoặc là đa nhân tố, cơ chế đa nhân tố. Những cái gì mà chúng ta chưa hiểu biết hết được thì chúng ta đành phải xếp vào cái nhóm chưa rõ nguyên nhân. Đấy, và cụ thể cái phân độ cái tăng áp mạch phổi chúng ta, cái nhóm 1 thì chúng ta nhóm nói về nhóm tăng áp mạch phổi thì chúng ta hay nghe đấy là tăng áp mạch phổi vô căn, hay là có những nơi thì gọi là tăng áp mạch phổi tiên phát. Và tăng áp mạch phổi có tính chất gia đình do thuốc liên quan độc chất. Tăng áp mạch phổi có liên quan với một số bệnh, ví dụ như là bệnh mô liên kết, trong bệnh xơ cứng bì chẳng hạn, trong trường hợp bệnh nhân bị nhiễm HIV, tăng áp lực tĩnh mạch cửa ở những bệnh nhân có bệnh lý tim bẩm sinh, ban đầu là luồng thông trái phải, ở những trường hợp bệnh nhân có nhiễm một loại sán gọi là sán máng, hoặc là những ở những nhóm mà có cái bệnh lý tắc tĩnh mạch phổi, hoặc là những cái nhóm mà tăng áp mạch phổi dai dẳng giai đoạn sơ sinh. Thế thì vì cái tính chất vận hiếm này thì sử dụng chúng ta thấy là hội nghị tim mạch châu Âu và hội nghị tim mạch Hoa Kỳ là họ họp thường niên là hàng năm, và hầu hết các khuyến cáo ấy thì mỗi mỗi năm hoặc là vài năm là họ đã có cập nhật những khuyến cáo, ví dụ như về tăng huyết áp, hay là về bệnh lý động mạch vành, hay là rối loạn nhịp, hay suy tim. Thế nhưng mà tăng áp lực mạch phổi vì cái tốc độ nghiên cứu hiểu biết và những cái thông tin về cái bệnh lý này nó diễn tiến chậm, vì bệnh nó cũng hiếm và cái mức cái diễn biến tự nhiên của nó cũng cũng chậm hơn, thế nên là hiện tại thì người ta mới chỉ có những cái một cái hội nghị về tăng áp phổi thế giới diễn ra 5 năm một lần đấy, và cái lần gần đây nhất là năm 2018 tổ chức ở Nice ở Pháp, và sắp tới là sẽ là năm 2023. Thì cái khuyến cáo của hội nghị tăng áp phổi thế giới năm 2018 thì người ta đã nhấn mạnh cái vấn đề là sàng lọc tích cực đối với nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là họ đưa ra đối với nhóm bệnh nhân trong nhóm tăng áp lực phổi với các bệnh lý liên quan đấy, tức là bệnh nhân có bệnh xơ cứng bì, trong những bệnh nhân mà hay đến viện da liễu hoặc là trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng, một số trường hợp bệnh nhân ở khoa cơ xương khớp chẳng hạn. Đấy, thì họ rất đề cao đến cái thăm dò về cái đo chức năng hô hấp và cái sàng lọc, để sàng lọc hàng năm để chẩn đoán và phát hiện sớm tăng áp lực phổi. Trong đó thì có cái phác đồ về DTEC được đăng trên cái khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu năm 2015. Đấy, thì họ đưa ra những cái khuyến cáo về các giá trị trên siêu âm tim qua thành ngực, các giá trị trên đo chức năng hô hấp và các giá trị về giá trị NT-proBNP, để mà mình đưa ra cái ngưỡng để mà bệnh nhân nếu mà có những cái giá trị đó thì mình sẽ phải chỉ định hôn tim sớm. Thế Thế tuy nhiên ý, thì ở chúng ta hiện tại cái chỉ định thông tin để mà chẩn đoán xác định tăng áp mạch phổi thì còn rất là hạn chế. Chúng ta thường là chỉ thông tin để khẳng định chẩn đoán cho những cái trường hợp mà bệnh nhân cũng đã tương đối rõ ràng hoặc là tăng áp rất là cao rồi vào viện, và nếu mà bệnh nhân có tiền sử chưa được thông tin thì chúng ta thông tin thôi. Chứ còn thí dụ như bệnh nhân mà xơ cứng bì hoặc lupus mà áp lực động mạch phổi đo trên siêu âm mà khoảng 40-45 mét thủy ngân thì chắc là chúng ta không có khái niệm là sẽ gửi bệnh nhân đến chuyên khoa tim mạch để thông tin, vì chúng ta cũng không nghĩ là cái sự cần thiết của nó. Thế nhưng người ta đã đẩy cái tính sàng lọc tích cực lên rất cao để mình có thể bắt đầu điều trị sớm với những cái nhóm này. Đấy, thí dụ ở nhóm tim bẩm sinh thì không chỉ là mình có sàng lọc với những trường hợp bệnh nhân có vẫn còn cái luồng thông, và thậm chí những bệnh nhân đã sửa chữa dị tật rồi, chúng ta biết là những cái trường hợp mà chúng ta đóng dị tật ấy, thì đã đóng lỗ thông ấy, bởi vì là đa số tim bẩm sinh của chúng ta cũng can thiệp ở cái giai đoạn, và trừ những giai đoạn bây giờ thì các em bé đã được chẩn đoán sớm và điều trị sớm thì khỏi hoàn toàn. Thế nhưng mà những cái lứa mà bệnh nhân ví dụ vẫn còn tầm từ 18 đến 30 tuổi chẳng hạn, đấy là cái giai đoạn mà trước đây khoảng 20 năm rồi, người ta cũng chưa được chẩn đoán từ hồi đó, và bây giờ người ta vẫn còn luồng thông đến, vẫn trái phải rõ, và chúng ta cũng đánh giá rồi đóng lỗ thông, thông liên thất, thông liên nhĩ, ống động mạch. Và đôi khi là chúng ta cũng khi kiểm tra lại chúng ta cũng không quan tâm lắm nếu mà bệnh nhân còn tăng áp lực phổi nhẹ cho những cái vấn đề điều trị. Đấy, thì người ta nhấn mạnh cái vấn đề là vẫn phải sàng lọc lại đối với những trường hợp, ngay cả trường hợp đã đóng lỗ thông rồi. Và người ta cũng thấy là nếu mà sàng lọc chủ động thì sẽ phát hiện thì sẽ phát hiện ra những cái bệnh nhân
sớm. Và cái việc phát hiện sớm bệnh nhân như thế thì sẽ giúp tăng tuổi thọ cho bệnh nhân. Thế là đây thì người ta đề cập đến một cái nghiên cứu cắt ngang mà có theo dõi dọc những cái bệnh nhân mà được chẩn đoán xơ cứng bì đã được phát hiện một cách trong cái thực hành lâm sàng thường quy, tức là dựa trên là bệnh nhân có triệu chứng, so với cái nhóm mà bệnh nhân tham gia vào một cái chương trình sàng lọc một cách hệ thống bằng siêu âm tim. Đấy, bởi vì không phải bệnh nhân xơ cứng bì nào, các bác sĩ cổng của chuyên khoa không phải tim mạch cũng chỉ định cho bệnh nhân đi siêu âm đâu ạ. Thì người ta thấy rằng là những cái trường hợp mà được phát hiện qua cái chương trình sàng lọc một cách hệ thống ấy, thì họ có cái sống còn tốt hơn. Và cái mức độ cái đường sự khác biệt giữa hai cái đường cong sống còn nó rất là cách xa nhau với cái chỉ số về hazard ratio lên tới 4 lần. Đấy, với những trường nhóm mà được sàng lọc một cách hệ thống, tức là chỉ bằng cái siêu âm tim và sau đó mình sẽ đi tiếp, so với cái nhóm mà thường quy, tức là chúng ta chỉ dựa vào nếu bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng thì chúng ta mới mới đánh giá hoặc là chuyển đi khám tim mạch. Thì đấy là cái mà lý do mà chúng ta ở trong cái đồng thuận gần đây nhất năm 2018, người ta đã nhấn mạnh cái vấn đề là tích cực sàng lọc sớm để phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và chính xác tăng áp lực phổi. Thế chúng ta sẽ quay lại một chút về cái cơ chế bệnh sinh của tăng áp lực phổi. Thế thì cơ chế bệnh sinh của tăng áp lực phổi đó là sự kết hợp của ba quá trình. Thứ nhất đó là cái quá trình co mạch, là cái quá trình đầu tiên diễn ra đầu tiên và nó có khả năng hồi phục. Đó là sự mất cân bằng giữa yếu tố co mạch và yếu tố gây giãn mạch theo ba con đường kinh điển. Đó là con đường prostacyclin, con đường tác động đến thụ thể endothelin và con đường tác động tới các phân tử nitric oxide. Sau giai đoạn này sẽ là giai đoạn có những cái biến đổi ở thành của tiểu động mạch, đó là cái quá trình hình thành vi huyết khối. Và nếu những cái sự biến đổi này nó sẽ vẫn tiếp diễn, và nếu mà không có cái sự thay đổi về cái trạng thái tình trạng bệnh, có cái can thiệp kịp thời thì bệnh sẽ tiến qua giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn tái cấu trúc thành tiểu động mạch phổi với các vai trò của yếu tố viêm nhiễm trùng, có vai trò của các đột biến gen và rối loạn chức năng ti thể, và sẽ dẫn tới hình thành những cái tổn thương dạng lưới và không hồi phục. Thế chúng ta có thể hình dung cái lòng động mạch phổi một cách hình ảnh là chúng ta thấy là cái thành mạch bình thường thì thành mạch nó mỏng, nó trơn nhẵn và lòng mạch nó rộng rãi, có sự cân bằng giữa các yếu tố co mạch và giãn mạch, đó là cái yếu tố về endothelin, thrombosanin 2, cái yếu tố giãn mạch là nitric oxide và prostaglandin E2. Đấy. Thế thì ở cái giai đoạn 1, rối loạn chức năng nội mạc đã có sự mất cân bằng và có sự tăng cái vai trò của cái yếu tố co mạch. Sau đó là giai đoạn tái cấu trúc thành mạch thì các lớp cơ trơn nó đã có sự cơ trơn hóa thành mạch, tức là bình thường cái thành tiểu động mạch là nó sẽ không có lớp tế bào cơ trơn này, và khi bên này bắt đầu tiểu động mạch nó có xuất hiện những tế bào cơ trơn và nó cơ trơn hóa thành mạch và làm cái lớp áo giữa bị phì đại. Sau đó thì đã đến giai đoạn tiếp theo nữa, đó là cái quá trình nội mạc bị xơ hóa, và chúng ta thấy là quá trình này dần dần là cái lòng mạch nó bắt đầu nó bị hẹp dần hẹp đáng kể. Và cái giai đoạn nặng nhất đó là giai đoạn tổn thương dạng lưới và có huyết khối tại chỗ. Đấy thì lòng mạch co nhỏ và rất là không đều như này. Đấy là các bạn tưởng tượng với một cái lòng mạch ở cái giai đoạn cuối cùng như này, cái lòng mạch ban đầu thì nó sẽ rất khác biệt về cái sức cản. Đấy, thế chúng ta có thể nhìn thấy cái áp lực mạch phổi chúng ta đo ở bên ngoài là nó có thể cao 100, 120 như huyết áp. Thế nhưng mà quan trọng là cái sức cản nó tương ứng với cái sự thay đổi biến đổi của cấu trúc nó thành mạch như này. Đến giai đoạn này có thể là với cái sức cản nó quá lớn như này thì nó đã làm cho cái thất phải nó bị suy và áp lực mạch phổi nó không còn cao nữa, nhưng không có nghĩa là giai đoạn đó là bệnh nhân là tốt hơn, tức là áp lực phổi khi đó có thể nó chỉ là 50, 60. Thế nhưng mà cái sức cản mạch phổi thì nó tăng cao rất nhiều. Thế nên là trong cái đường biểu diễn, cái diễn biến tự nhiên ấy, thì cái đường cong áp lực động mạch phổi nó sẽ tăng đến một mức nào đó và sau đó bắt đầu nó đi xuống. Thế còn đường cong về sức cản mạch phổi thì nó đi thẳng, nó đi lên và đi thẳng, nó không mà chưa cho đến bây giờ cơ chế đến bây giờ là nó chưa có cái sự đi xuống hay đi ngang gì cả, nó chỉ có đi thẳng theo chiều mũi tên từ trái sang phải và từ dưới lên trên đi lên. Và tất cả những cái quá trình mà biến đổi cái thành mạch đó, cái cơ quan mà phải chịu hậu quả đó là thất phải, vì thất phải nó là cái tiền đánh của động mạch phổi. Đấy, suy thất phải là hậu quả cuối cùng của tăng áp lực mạch phổi. Vì những cái cơ chế
đó là tăng sức ép lên thành thất phải này, thay đổi quá trình sinh năng lượng, hoại phá con đường thần kinh miễn dịch thể dịch này, sẽ dẫn đến tái cấu trúc cơ tim, dẫn đến giãn suy thất phải và xuất hiện các rối loạn nhịp. Và có rất rất nhiều những cái yếu tố, cái quá trình sẽ để mà gây ra cái ảnh hưởng đến thất phải do cái quá trình bởi quá tải về áp lực và tuần hoàn và tăng sức cản của phổi sẽ gây ra suy thất phải, quá trình sơ hóa rồi giảm sút các mao mạch, quá trình tăng cái gánh nặng oxy hóa và tăng cái đáp ứng viêm, trình chết tế bào cũng như là cái rối loạn cái chức năng chuyển hóa ở cái mức độ ti thể. Đấy, và nó sẽ dẫn đến sơ hóa cơ thất phải và gây ra suy thất phải. Và các triệu chứng của lâm sàng nó cũng diễn biến từ những giai đoạn có những triệu chứng sớm đến khi bệnh nhân có các dấu hiệu đầu tiên, giai đoạn tiến triển và giai đoạn muộn. Đấy, thì các thông qua các giai đoạn mà chúng ta mong muốn là chúng ta sẽ phải tìm được bệnh nhân ở cái giai đoạn trước cả giai đoạn triệu chứng sớm này, tức là khi bệnh nhân chưa có triệu chứng. Các những dấu hiệu lâm sàng nghi ngờ tăng áp lực bệnh phổi thì chúng ta sẽ có những triệu chứng toàn thân. Thì bệnh nhân có thể có khó thở, có mệt, có đau ngực, có cảm giác như là hẫng hụt hay là ngất hay là thiểu, hoặc là bệnh nhân ho, cái triệu chứng ho thì ít gặp hơn. Ở những giai đoạn bệnh tiến triển thì bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng của suy tim phải tiến triển, ví dụ bệnh nhân có thể có phù, có cổ trướng, có bụng trướng, ho máu, hoặc là các triệu chứng của khàn tiếng là do là bị liệt một cái bên dưới thanh âm do bị chèn vào chèn ép vào, hoặc là những vấn đề về rối loạn nhịp. Các dấu hiệu thực thể thì bệnh nhân có thể có tiếng T2 mạnh, có cái dấu hiệu hát dè, tức là có cái thất phải nó đập vào dưới mỡ ức, có giãn tĩnh mạch cổ giãn, tĩnh mạch cổ nổi, hoặc là phản hồi gan tĩnh mạch cổ dương tính, có cổ trướng, có gan to, có phù hở ba lá, tiếng thổi của hở phổi, hoặc là có tiếng ngựa phi T3. Thế thì người ta đánh giá trên hai nghiên cứu sổ bộ tại ở các nghiên cứu quan sát ở Hoa Kỳ, là nghiên cứu NIH, cái mẫu là nghiên cứu đầu tiên nghiên cứu sổ bộ về tăng áp lực phổi chỉ tiến hành trên có 187 bệnh nhân thôi, và cái nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu review thì nó trên một cái mẫu lớn hơn khoảng 2.500 bệnh nhân, thì người ta tổng kết ra các triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân tăng áp lực phổi thường gặp nhất đó vẫn là cái khó thở, bệnh nhân khó thở hoặc là khó thở khi gắng sức, và bệnh nhân cảm giác mệt, em mệt đợt này em chỉ thấy mệt, không hiểu vì sao chỉ thấy mệt, hoặc là bệnh nhân có đau ngực, có triệu chứng thỉu, hoặc là bệnh nhân thấy nặng chân, phù chân, hoặc là bệnh nhân có cảm giác hồi hộp sống ngực. Nó tương đối giống nhau, mặc dù là hai nghiên cứu này là ở cách nhau đến từ năm 87 đến năm 2011, tức là cách nhau đến 20 năm đấy, thì cái mức độ tiến triển của triệu chứng và cái bệnh lý này nó cũng vẫn như vậy, tức là cái mức độ hay gặp nhất đó là cái triệu chứng mệt. Nên mình phải lưu ý khi mà một người trẻ tuổi đến khám vì cứ than là mệt và khó thở đấy, mà mình khám xét các thứ thì cũng không thấy có gì đặc biệt lắm, thì có thể chúng ta sẽ được gửi em đi siêu âm tim đấy, để chúng ta xem là với một trường hợp như thế cái áp lực mạch phổi không có lý do gì nó tăng cả, và nếu mà nó tăng thì chúng ta sẽ phải tìm tiếp xem là bệnh nhân có những cái vấn đề về tăng áp lực mạch phổi hay không. Thế nên như tôi nói là những cái khuyến cáo về tăng áp lực mạch phổi của các hội tim mạch trên thế giới, ví dụ hội tim mạch Hoa Kỳ hoặc hội tim mạch châu Âu ấy, thì hiện tại mới nhất chúng ta chỉ có đến năm 2015 của tim mạch châu Âu, và chúng ta sẽ chờ đón xem là cái khuyến cáo mới hơn. Thế còn theo cái lịch mà của những cái đồng thuận trong cái hội nghị về tăng áp phổi thế giới được diễn ra 5 năm một lần đấy, thì chúng ta có cái cập nhật năm 2018 đấy, nên chúng ta vẫn dựa trên hai cái một cái khuyến cáo và một cái đồng thuận đó. Thế thì chúng ta sẽ có một cái phác đồ chẩn đoán tăng áp lực mạch phổi. Đấy, chúng ta sẽ có các bước đầu tiên là chúng ta sẽ tất nhiên là chúng ta sẽ dựa trên triệu lâm sàng gợi các yếu tố gợi ý, thế nhưng mà nó sẽ không đặc hiệu, và chúng ta sẽ có cái thăm dò cận lâm sàng đầu tiên để mà chúng ta tìm hiểu, đó là cái siêu âm tim. Sau đó chúng ta sẽ cần phải loại trừ các bệnh lý tim phổi, loại trừ thuyên tắc huyết khối phổi mãn tính. Chúng ta sẽ chỉ định cho bệnh nhân thông tim để xác định, và chúng ta sẽ phân loại xem bệnh nhân thuộc nhóm mấy trong tăng áp lực mạch phổi và giai đoạn nào của tăng áp lực mạch phổi. Thế thì siêu âm tim ta sẽ giúp cho cái vấn đề chẩn đoán, tức là khi có nghi ngờ tăng áp lực mạch phổi và xác định nguyên nhân gây tăng áp phổi, ví dụ như bệnh nhân bị tim bẩm sinh hay là nguyên nhân tăng áp phổi do bệnh lý tim trái thuộc nhóm mấy, hoặc là siêu âm tim cũng giúp cho đánh giá mức độ nặng của tăng áp lực mạch phổi, mức độ nặng của suy thất phải và đáp ứng điều trị.
Đây là những cái mà mình có thể gọi là một cái bảng những cái thông tin mà chúng ta sử dụng để đánh khi đánh giá khi mà chúng ta nghi ngờ bệnh nhân có tăng áp lực mạch phổi, thì chúng ta sẽ cần ước ước tính các lực động mạch phổi tâm thu. Thì thường là chúng ta sẽ lâm sàng chúng trên lâm sàng chúng ta hay dựa vào siêu âm tim, chúng ta đánh giá qua phổ hở ban ba lá, đánh giá cái mức độ hở của ban ba lá, đánh giá chức kích thước và chức năng thất phải, đánh giá áp lực nhĩ phải. Trong siêu âm chúng ta cũng sẽ giúp loại trừ được các bệnh lý van tim, tức là cái tăng phổi do bệnh lý tim trái hoặc là những cái suy chức năng thất trái, sẽ loại trừ được những bệnh lý tim bẩm sinh nếu có, và sẽ phân biệt được tăng áp lực động mạch phổi do bệnh lý tim trái, tăng áp lực động mạch phổi với tăng áp lực mạch phổi do bệnh lý tim trái, và chúng ta sẽ đánh giá xem yếu tố nguy cơ, ví dụ bệnh nhân có tình trạng tràn dịch màng ngoài tim hay không. Đấy thì một cái bài đăng trên cái tạp chí về hô hấp của châu Âu năm 2012 thì họ cũng đưa ra một cái protocol để làm siêu âm tim bệnh nhân tăng áp phổi. Khi bệnh nhân nghi ngờ tăng áp phổi thì chúng ta sẽ đo những thông số gì, và khi mà có một xác định một triệu chứng thì chúng ta có thể nghi ngờ và sẽ có thể tìm các nguyên nhân và để có thể cân nhắc đến cái vấn đề là đánh giá về chức năng thất phải. Đấy, thế siêu âm tim đánh giá chức năng thất phải chúng ta sẽ phải đo các thông số như chúng tôi liệt kê ở đây. Đấy là cái siêu âm tim. Đấy, thế trong siêu âm tim thì quan trọng nhất ý là chúng ta sẽ ước lượng cái áp lực động mạch phổi tâm thu qua cái phổi hở van ba lá và những cái thông số thông tin mà như chúng ta vừa có một cái bản checklist đó. Thế đấy là những cái thăm dò hết sức ban đầu và không xâm lấn. Thế sau đó những cái thăm dò khác mà chúng ta có thể làm để loại trừ những nguyên nhân khác, ví dụ như là đánh giá chức năng hô hấp để loại trừ, hoặc là để xem là bệnh nhân có cái bệnh lý về nhu mô phổi hay là đường hô hấp hay không, đường thở hay không, có cái tình trạng giảm cái độ khuếch tán CO và cái thể tích phổi hay không. Thì cái này khá là thường gặp ở bệnh nhân tăng áp lực mạch phổi đấy, và đặc biệt là trong trường hợp là bệnh nhân có xơ cứng bì đấy thì người ta rất quan tâm đến cái chỉ số DLCO này. Và người ta khuyến cáo bệnh nhân xơ cứng bì là cần phải được đo chức năng hô hấp phổi hàng năm cộng với lại làm siêu âm tim hàng năm, đo chụp cái xạ hình thông khí tuyến máu phổi để loại trừ cái thuyên tắc huyết khối phổi mãn tính. Thì cái này thì ở chúng ta thì cái thăm dò này cũng không được làm thường quy, bởi vì chúng ta có ít cơ sở làm được cái việc này. Hiện tại thì như chúng tôi được biết là ở miền Bắc chỉ có một viện 108 là họ làm được cái này, nhưng cũng không phải lúc nào họ cũng có đủ đủ hóa chất để họ làm. Thì nếu mà cái xạ hình thông khí tuyến máu phổi nó bình thường thì mình có thể loại trừ cái thuyên tắc huyết khối phổi mãn tính. Còn nếu mà nó có một cái vùng có nhiều hơn một vùng ở mức ở độ thùy hoặc là lớn hơn, mà có sự mất cân đối giữa thông khí và tế máu, đấy có sự khiếm khuyết tế máu, thì chúng ta sẽ sẽ phải nghĩ đến là bệnh nhân có cái bệnh lý thuyên tắc huyết khối phổi mãn tính. Các xét nghiệm máu chúng ta cũng cần phải quan tâm ở những trường hợp mà lần đầu tiên chúng ta làm chẩn đoán tăng áp lực mạch phổi. Thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến những cái bộ xét nghiệm về kháng thể kháng nhân, kháng thể kháng phospholipid. Trong cái trường hợp bệnh nhân có những cái kháng thể về tăng đông của lupus hoặc là kháng thể kháng cardiolipin, cũng phải loại trừ bệnh nhân có mắc HIV hay không, bởi vì là chúng ta có một cái nhóm là tăng áp lực mạch phổi liên quan đến các bệnh lý, trong đó có bệnh lý HIV. Thế nên là chúng ta, và bây giờ HIV thì nó cũng cũng rất là tế nhị, chứ không phải nó chỉ rõ rệt ở những cái nhóm mà mình nhìn là thấy, nó có thể gặp ở trong cộng đồng do rất nhiều những cái vấn đề về phơi nhiễm, công thức máu để xem cái số lượng tiểu cầu, chức năng gan, chức năng tuyến giáp. Và đôi khi là chúng ta trong một số trường hợp chúng ta sẽ cần phải chỉ định điện di protein điện di hemoglobin chẳng hạn. Một cái thăm dò và đánh giá về khả năng gắng sức mà trước đây các nghiên cứu về tăng áp lực động mạch phổi hay là tăng áp phổi là rất thường xuyên sử dụng, đó là cái thăm dò test đi bộ 6 phút. Tức là trước đây thì các nghiên cứu thì chủ yếu là các nghiên cứu ngắn ngắn hạn, và họ đánh giá về sự cải thiện về triệu chứng cơ năng. Thế còn gần đây hơn ấy, thì các nghiên cứu đã chuyển sang những cái giai đoạn mà đánh giá về tiên lượng sống còn và đánh giá theo sự xuất hiện của biến cố.
Đấy, thế nên là cái lâu nghiên cứu ban đầu khởi đầu thì người ta cái endpoint người ta sẽ lấy rất nhiều về cái quãng cái khả năng đi bộ được 6 phút này. Thế thì hiện đến cho đến bây giờ các nghiên cứu đa trung tâm trên thế giới về tăng áp mạch phổi thì người ta vẫn lựa chọn cái test đi bộ 6 phút để người ta đánh giá về cái khả năng hoạt động thể lực của bệnh nhân. Vì cái thăm dò này nó khá là đơn giản, nó không tốn kém, nó có thể thực hiện lặp lại và nó có một cái tiêu chuẩn khá là rõ ràng. Đấy, chúng ta chỉ cần đánh giá cái quãng đường mà bệnh nhân có thể đi bộ trên một cái hành lang phẳng trong vòng 6 phút và bệnh nhân sẽ được hướng dẫn để mà bệnh nhân sẽ được đi được tối đa cái quãng đường trong 6 phút. Và nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân mệt nghỉ thì cái thời gian mà mình vẫn tiếp tục tính, và nếu mà bệnh nhân đỡ mệt, bệnh nhân đứng lên đi tiếp là chúng ta lại đo tiếp quãng đường đấy, và cho đến khi hết 6 phút thì bệnh nhân sẽ dừng lại. Thì nó sẽ giúp cho đánh giá được cái tiên lượng ở cái giai đoạn, ở cái thời điểm bắt đầu khi chúng ta đánh giá bệnh nhân lần đầu tiên, cũng như là đánh giá cái đáp ứng với điều trị, cũng như là đánh giá cái tiến triển của bệnh dựa vào cái quãng đường, sự thay đổi của quãng đường bệnh nhân đi được giữa các lần lần đánh giá. Đấy thì là những cái thăm dò không xâm lấn ban đầu để mà mình, từ khi mình nghi ngờ bệnh nhân có tăng áp lực mạch phổi, để mình làm, để mình loại trừ những nguyên nhân về bệnh lý nhu mô phổi, về bệnh lý tim trái, về bệnh lý thuyên tắc huyết khối phổi, cũng như là đánh giá cái mức độ các mức độ hoạt động thể lực của bệnh nhân, tức là cái giai đoạn bệnh. Thế nhưng cuối cùng thì tăng áp mạch phổi chúng ta vẫn cần cái vai trò của thông tin phải là như thế nào? Thế thông tin phải được khuyến cáo để khẳng định chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nhóm 1, và cũng còn có vai trò trong hỗ trợ điều trị, tức là chúng ta không chỉ là tăng chẩn đoán thông tin một lần mà chúng ta có thể thông tin lặp lại ở những bệnh nhân đã từng thông tin trước đây, để chúng ta sẽ đánh giá xem cái khi mà bệnh nhân có những tiến triển nặng lên chúng ta phải cân nhắc, chúng ta sẽ đề cập vào sau những khi nào chúng ta sẽ phải làm lại. Ở bệnh nhân tăng áp lực mạch phổi thì chúng ta sẽ khuyến cáo thực hiện thông tin thì nên thực hiện ở những trung tâm có kinh nghiệm, đảm bảo kỹ thuật và độ tin cậy của kết quả, bởi vì nó liên quan đến cái vấn đề là chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp điều trị và thái độ điều trị. Nên nếu mà bạn bạn nào mà làm về bác sĩ tim mạch can thiệp thì các bạn biết ít nhiều đã từng vào cái thông tin, có lẽ là cái mà các bạn cần phải học đầu tiên khi trong làm tim mạch can thiệp vào trong cái khóa về cấp cứu. À, tim mạch can thiệp thì các bạn cũng đã được học về thông tin rồi. Đấy. Thế thì để chẩn đoán tăng áp lực mạch phổi chúng ta cần bắt buộc phải thông tin phải. Đấy, thì thông tin phải thì chúng ta sẽ đánh giá được sức cản mạch phổi để định hướng cho điều trị như chúng ta đã trình bày đến lúc nãy. Tức là sức cản mạch phổi có thể tăng rất cao, nó không tương xứng với lại giá trị áp lực mạch phổi chúng ta thu được, chúng ta đo đạc được ở bên ngoài. Đấy, và cái mức độ nặng của bệnh lý nó liên quan đến cái sức cản mạch phổi đó, nên chúng ta cần phải thông tin chúng mới đo đạt được vấn đề đó, để chúng ta loại trừ những cái nguyên nhân gây tăng áp phổi khác, ví dụ như là những cái luồng thông ở trong tim hoặc ngoài tim, hoặc là bệnh lý tim trái. Chúng ta sẽ được đánh giá được cái mức độ suy thất phải dựa trên cái áp lực của bùng nhĩ phải cũng như là cung lượng tim. Đấy, và để chúng ta sẽ đánh giá được những cái huyết động xâm lấn thì chúng ta sẽ cần phải đo bão hòa oxy này, đo áp lực tại các buồng nhĩ phải, áp lực mạch phổi, áp lực mạch phổi bít, cung lượng tim và sức cản mạch phổi. Và trong một số những trường hợp thì chúng ta sẽ cần phải làm test giãn mạch phổi, đặc biệt là trường hợp bệnh nhân có tăng phổi vô căn, hoặc tăng phổi tính chất di truyền, hoặc là tăng phổi liên quan đến sử dụng thuốc hoặc độc chất. Cái test áp lực giãn mạch phổi thì cũng thế, chúng ta phải thực hiện chúng ta có kinh nghiệm và khuyến cáo cái nhóm bệnh nhân chúng ta vừa mới nêu, đặc biệt là nhóm tăng phổi vô căn, vì nếu mà bệnh nhân có đáp ứng giãn mạch phổi dương tính thì bệnh nhân có thể đáp ứng với điều trị liều cao thuốc giảm canxi và đáp ứng khá tốt. Đáp ứng giãn mạch phổi dương tính nó sẽ được định nghĩa là áp lực mạch phổi trung bình sẽ giảm lớn hơn bằng 10 mét thủy ngân, hoặc là nó sẽ giảm để đến mức là áp lực phổi trung bình nó sẽ được đưa về dưới 40 mét thủy ngân, với cung lượng tim tăng hoặc không thay đổi khi mà chúng ta làm cái test áp lực giãn mạch phổi đó. Và có rất nhiều chất để dùng để làm giãn mạch phổi trong quá trình đánh test áp lực giãn mạch phổi thì người ta khuyến cáo dùng nitric oxide để thực hiện. Tuy nhiên trong thực tế chúng ta cũng có thể dùng các chất giãn mạch khác, thí dụ như là adenosine hoặc là ngay cả iloprost khí dung chúng ta cũng có thể dùng được, hoặc là oxy oxy toàn phần. Đấy, thế thì tóm tắt về sơ đồ chẩn đoán tăng áp mạch phổi thì chúng ta sẽ nghi ngờ bệnh nhân có tăng áp phổi khi bệnh nhân có những triệu chứng, ví dụ như là khó thở gắng sức hoặc đau ngực hoặc là mệt hoặc là ngất,
hoặc các dấu hiệu bổ sung trên điện tâm đồ, trên X-quang, trên các lớp vi tính, giá trị về xét nghiệm máu NT-proBNP, test đi bộ 6 phút, hoặc là đo chức năng hô hấp và các xét nghiệm về huyết thanh khác. Các đánh giá ban đầu thì siêu âm tim sẽ ước tính áp lực động mạch phổi, sức căng thất phải, chức năng thất trái và một số những cái mà chúng ta có thể thông tin mà chúng ta sẽ thu được trên siêu âm tim qua thành ngực. Đấy. Và chúng ta sẽ tìm các bằng chứng của tăng áp lực mạch phổi để chúng ta quyết định có làm thêm các thăm dò xâm lấn hay không để mà khẳng định chẩn đoán tăng áp lực mạch phổi. Tóm lại thì chúng ta sẽ nghi ngờ một bệnh nhân, sẽ đặt ra cái vấn đề nghi ngờ một bệnh nhân và phải thăm dò một bệnh nhân có tăng áp lực mạch phổi và tìm các nguyên nhân tăng áp phổi bằng cách là chúng ta sẽ sàng lọc thường quy đối với bệnh nhân có bệnh lý sơ cứng bì. Ta rất nhấn mạnh trong trường hợp bệnh nhân sơ cứng bì, chúng ta sẽ có một cái quá trình đánh giá chẩn đoán rất là kỹ lưỡng. Chúng ta cần phải loại trừ cái bệnh lý thuyên tắc huyết khối phổi mãn tính và chúng ta sẽ đánh giá những cái nguyên nhân có thể và nguyên nhân góp phần, những vấn đề góp phần vào để gây tăng áp phổi. Và thông tin phải là thăm dò yêu cầu cần phải làm trước khi bắt đầu điều trị các thuốc đích hạ áp lực mạch phổi, và chúng ta cũng sẽ cần phải đánh giá về cái mức độ hoạt động thể lực, tức là cái mức độ triệu chứng cơ năng ở cái giai đoạn, ở cái thời điểm bắt đầu khi mà chúng ta đánh giá bệnh nhân. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần là điều trị hướng đích các thuốc hạ áp lực mạch phổi. Thế trong điều trị tăng áp lực mạch phổi thì chúng ta có những cái biện pháp điều trị chung. Biện pháp điều trị chung là điều trị mà ví dụ như là điều trị về triệu chứng bệnh nhân có khó thở hay có tăng tần số tim hay là tim không đều hay là có phù huyết các thứ, thì chúng ta sẽ dùng các điều trị thông thường, ví dụ như oxy, digoxin, lợi tiểu các thứ. Thế còn những điều trị hướng đích là những cái điều trị mà thuốc có cái khả năng, cái cơ chế tác động vào những cơ chế bệnh sinh của tăng áp lực mạch phổi thì người ta gọi là điều trị hướng đích tăng áp mạch phổi. Thì các con đường hướng đích để điều trị hạ áp lực mạch phổi hiện nay thì mình vẫn dựa trên ba con đường kinh điển như chúng ta trình bày được lúc nãy, đó là con đường về endothelin, con đường về nitric oxide và con đường prostacyclin. Thì với mỗi con đường đó thì chúng ta sẽ tác động vào cái nội mạc của thành mạch và cơ trơn của thành mạch và các chất thuốc mà chúng ta có. Ví dụ như là theo con đường endothelin thì chúng ta sẽ có cái chất đối kháng thụ thể endothelin mà các bạn nghe rất là nhiều, các bạn cũng đã từng kê, đó là cái thuốc bosentan. Ở Việt Nam chúng ta chỉ có bosentan, còn trên thế giới thì người ta còn có amrisetan, macitentan, rất nhiều các thế hệ nữa. Đấy. Theo con đường nitric oxide thì chúng ta sẽ có hai loại thuốc, đó là cái thuốc nhóm ức chế phosphonamdiesterase. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng có và cũng các bạn cũng đã từng quen sử dụng, đó là cái thuốc nhóm sinafine hoặc một số trường hợp là cái tadalafine thì chúng ta cũng có. Thế gần đây thì chúng ta có thêm một cái nhóm thuốc mà nó ức chế trực tiếp vào guanine cyclase. Nó cũng theo con đường nitric oxide thì nó sẽ kích thích trực tiếp vào guanine cyclase thì nó cũng sẽ tác động với cơ chế để mà tạo tổng hợp ra nhiều cái GMP vòng. Đấy thì nó cũng sẽ làm giãn mạch. Điển đại diện của cái nhóm thuốc này đó là cái riociguat. Thế còn theo chúng ta không có, ở Việt Nam chúng ta chưa có. Theo con đường prostacyclin thì nó sẽ tác động vào những cái thụ thể của prostacyclin ở trên tế bào cơ trơn. Cái chất prostacyclin gây co mạch nên là chúng ta sẽ cần những cái chất để gây ra giãn mạch. Đấy thì chúng ta sẽ có những cái dẫn chất của prostacyclin, ví dụ như là epoprostenol, hoặc là ở Việt Nam chúng ta có Alumidin. Trước đây chúng ta có cả dạng khí dung và dạng truyền tĩnh mạch. Thế nhưng mà dạng khí dung thì gần đây thì các hãng dược phẩm cũng không nhập về vì chúng ta nhu cầu chúng ta dùng thì cũng có, nhưng mà nó cần phải có một cái thiết bị để dùng, đó là cái máy khí dung chuyên dụng với những cái kích cỡ hạt nó phải đủ nhỏ, bởi vì chúng ta cần phải khuếch tán, không chỉ là giống như là các thuốc giãn phế quản chúng ta chỉ đến hơi ở những cái tầng phế quản rất là bên ngoài, mà chúng ta cần tác động vào những cái hệ tiểu động mạch phổi, tức là sẽ cần phải vào rất sâu. Đấy, thì những cái máy đó thì trước đây hãng họ muốn bán thuốc thì họ cũng cung cấp những cái máy đó. Thế sau đó thì nó hỏng cái lưới lọc và những cái máy đó nó cũng hỏng dần và không dùng được nữa. Thế và khi không có máy chúng ta không thể dùng thuốc được. Và một điểm đặc biệt nữa là cái thuốc này là mình phải dùng nhiều lần trong ngày. Tức là nếu mà với cái Allopros dạng khí dung thì chúng ta phải khí dung 6 lần một ngày. Đấy thì với bệnh nhân thì nó khá là bất tiện. Ở trong bệnh viện thì có thể dùng cũng được. Thế còn nếu mà ví dụ người ta đi làm hoặc ở trong gia đình thì cứ
4 tiếng lại phải mang cái đó ra khí dung thì nó cũng tương đối bất tiện. Thế còn gần đây thì có một cái nhóm nữa đó đối kháng đồng đồng bệnh trực tiếp, cái cụ thể IP thì đó là cái nhóm thuốc Selexipax. Thì hiện tại thì tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Hà Nội chúng tôi cũng có một cái nghiên cứu, tham gia một nghiên cứu thì đúng hơn là nghiên cứu sử dụng cái thuốc này, thuốc Selexipax này ở bệnh nhân nhi tăng động mạch phổi, tức là từ 2 đến 18 tuổi vô căn đấy. Và như tôi đã nói từ ban đầu, tức là cái việc tuyển chọn những bệnh nhân ở cái nhóm nghiên cứu này nó khá là khó khăn. Vì thứ nhất ý là trẻ con ấy, thì người lớn ấy thì còn biết nói là khó thở rồi mệt rồi đi khám bệnh, trẻ con thì hầu hết là chúng nó vẫn chơi, nó không biết kêu cái vấn đề đó, cho đến khi nó phải rất triệu chứng rất rõ rệt đấy. Mà khi triệu chứng rất rõ rệt, tức là giai đoạn nặng rồi ấy, thì cái tiến triển của bệnh ấy rất rất là nhanh, và nói chung ý là cái tuổi thọ của các cháu nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Lứa tuổi mà mất khi mà 3 4 tuổi hoặc 6 7 tuổi là khá nhiều. Và một cái điểm nữa đó là các bậc phụ huynh ấy thì cũng 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 tương đối e dè trong cái vấn đề là để con mình tham gia vào một cái thử nghiệm lâm sàng, mà cái này ở Việt Nam nó chưa được phổ biến lắm. Khi mà một cái nghiên cứu, đặc biệt thử nghiệm lâm sàng trên thế giới, họ làm rất là kỹ lưỡng và họ đưa ra một cái bản informed consent, tức là cái đồng thuận của người tham gia ấy. Đến cả chục trang ấy, bố mẹ đọc xong mà bố mẹ cũng hoa hết cả mắt và thấy sợ nhiều hơn là được. Thế nên đôi khi là người ta cũng rất là băn khoăn khi mà được mời để cho con tham gia vào, trừ những trường hợp là các bệnh nhân rất là nặng đấy, và họ hầu như họ không còn cái phương pháp gì nữa, không còn cái cơ hội nào nữa thì họ sẽ tham gia. Thế nhưng mà một cái đặc điểm đó là khi mà cái từ khi mà nghiên cứu họ bắt đầu, họ có cái ý định triển khai ấy, thì họ sẽ rất rất nhiều một vài năm để mà có thể hoàn thành xong cái thủ tục để có thể bắt đầu lựa chọn cái bệnh nhân đầu tiên. Thế nên có khi có những bệnh nhân họ còn không đợi đến lúc đó đấy. Thế nên là nếu mà trong cái quá trình các bạn thực hành điều trị hàng ngày mà ở chỗ các bạn có những đối tượng như thế trong thời gian hiện tại, thì hiện tại là ở bên Sai Đại học Y họ vẫn đang thu nhận bệnh nhân, thì các bạn có thể gửi cho chúng tôi thì bệnh nhân có thể có thêm cơ hội để sử dụng thuốc cái nhóm Selexipac. Thế còn các thuốc điều trị hạ động mạch phổi đấy, thì theo cái ba cái con đường đó chúng ta sẽ có ba nhóm thuốc như chúng tôi vừa mới trình bày. Và các thuốc được chấp thuận trong điều trị tăng áp mạch phổi thì cũng theo thời gian, thì các thuốc ở trên thế giới thì bây giờ nó có đến khoảng 12 đến 14 loại thuốc. Thế còn ở Việt Nam chúng ta chỉ mới có khoảng vẹn có 3 loại, đó là bosentan, sanofin và allopros. Đấy. Và trong rất nhiều năm từ hồi tôi bắt đầu làm về tăng áp phổi đến bây giờ nó vẫn như thế, nó chưa có gì thêm cả. Đấy. Có rất nhiều những cái khó khăn để mà thuốc có thể vào thị trường được, bởi vì là vào mà không không bán được mấy được thì hãng dược họ cũng không mặn mà lắm trong cái vấn đề đưa thuốc vào. Nó là một cái tác dụng trên một cái nhóm rất là nhỏ. Thế thì cái khuyến cáo về điều trị tăng áp mạch phổi chúng ta vẫn dựa trên khuyến cáo hội WHO năm 2015 và cái đồng thuận năm 2018 của tại cái hội nghị về tăng áp phổi thế giới. Thì chúng ta sẽ có là trên cái đối tượng bệnh nhân chưa từng điều trị, chúng ta sẽ cần khẳng định là bệnh nhân có tăng áp lực mạch phổi hay không, tức là cần phải thông tin. Thế ngoài những cái biện pháp điều trị hỗ trợ ra thì chúng ta sẽ làm cái test đáp ứng giãn mạch phổi, nếu mà có dương tính thì chúng ta có thể sử dụng thuốc chạy cánh canxi cho bệnh nhân. Thế còn nếu không có test đáp ứng giãn mạch phổi không đáp ứng, tức là âm tính, thì chúng ta sẽ phân phân độ nguy cơ của bệnh nhân, phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ thấp hoặc trung bình, hay là bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao. Thế thì nhóm nguy cơ thấp và trung bình thì đa số bây giờ, theo cái số bây giờ là người ta cũng bắt đầu điều trị phối hợp từ ban đầu, nhưng mà vẫn có một cái nhóm bệnh nhân là bệnh nhân sẽ điều trị đơn trị liệu ban đầu và upfront, tức là khi mà một thuốc không đạt thì người ta mới thêm cái thuốc thứ hai. Thế còn nhóm nguy cơ cao thì đương nhiên là họ sẽ điều trị phối hợp luôn từ ban đầu, và phối hợp trong cái phối hợp đó là ít nhất là có một cái dạng nhóm truyền, tức là nhóm thuộc nhóm prostacyclin đấy. Và chúng ta đánh giá lại theo cái mức là mỗi 3 đến 6 tháng để chúng ta đánh giá, và chúng ta lại phân tầng lại xem là bệnh nhân có chuyển được cái mức nguy cơ hay không, tức là giảm từ nguy cơ trung bình xuống nguy cơ thấp hoặc từ nguy cao xuống nguy cơ trung bình hay không, hay là bệnh nhân vẫn giữ nguyên, hay là bệnh nhân bị tăng cái mức nguy cơ đấy. Vẫn nếu mà bệnh nhân vẫn ở cái nguy cơ trung bình và cao là chúng ta đã phải cân nhắc đến cái vấn đề là có thể là bệnh nhân đã được đưa vào cái danh sách để chờ ghép phổi rồi đấy.
Thế còn ở cái nhóm nguy cơ thấp thì chúng ta sẽ có cái quá trình, nếu mà chuyển được về nguy cơ thấp, nó sẽ có cái quá trình tiếp tục theo dõi và đánh giá lại mỗi sau mỗi 3 đến 6 tháng. Có những trường hợp nguy cơ cao thì ngoài cái vấn đề mà chúng ta sẽ cân nhắc ghép phổi, chúng ta sẽ phải thêm cái phác đồ điều trị, tức là nếu mà đang hai sẽ thành ba chẳng hạn. Đấy, còn nếu mà đã tối đa hóa cái điều trị về nội khoa, chúng ta phải đưa bệnh nhân vào danh sách ghép phổi. Thế còn đấy là bệnh nhân mà chưa bao giờ điều trị thì chúng ta sẽ phải thực hiện qua các khâu phía trên này. Thế còn bệnh nhân đã đang trong quá trình điều trị rồi, chúng ta sẽ cứ định kỳ là 3 6 tháng đánh giá lại nguy cơ của bệnh nhân, để chúng ta sẽ có cái hướng là bệnh nhân thuộc nguy cơ trung bình cao hay nguy cơ thấp. Thế thì chúng ta nói về vấn đề nguy cơ, yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, thế thì chúng ta sẽ phải có những cái công cụ để đánh giá về, để phân phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân. Thế thì và cái phân tầng nguy cơ đó nó giúp cho tiên lượng trong tăng áp lực phổi. Thế chúng ta sẽ đánh giá cái tiên lượng, và cái việc đánh giá tiên lượng thì là một cái phần rất quan trọng trong cái vấn đề chăm sóc với bệnh nhân tăng áp lực phổi. Chúng ta cần phải đánh giá về mặt lâm sàng, về mặt triệu chứng cơ năng, về mặt khả năng hoạt động thể lực, đánh giá bằng các thăm dò không xâm lấn cũng như thăm dò xâm lấn, để mà chúng ta sẽ đưa vào những cái thang điểm để đánh giá tiên lượng sống còn. Và các thang điểm dự báo nguy cơ hiện tại, chúng ta sẽ có một số thang điểm, ví dụ như thang điểm về theo cái mạng lưới về tăng áp phổi của Pháp, cái thang điểm về kết nối với tăng áp phổi, hay là cái thang điểm của Scotland, hoặc là cái mà chúng ta hay nghe nhất đó là cái thang điểm Revere, có cái version 1 và version 2. Hiện tại tôi biết là cũng có một số bạn sau đại học cũng đang làm về cái thang điểm nguy cơ Revere này. Và cái mà phổ biến chúng ta sử dụng rộng rãi đó là cái bảng phân loại nguy cơ, phân phân loại nguy cơ theo cái khuyến cáo năm 2015 của Hội Tim mạch châu Âu và Hội Hô hấp châu Âu. Thế thì để đánh giá nguy cơ của bệnh nhân thì chúng ta có rất nhiều những cái thông số để đánh giá. Chúng ta có thông số về mặt lâm sàng, có thông số về mặt các thăm dò về gắng sức, thông số về mặt siêu âm tim, thông số về mặt huyết động, và thông số về mặt các chỉ số sinh hóa. Những cái thông số mà chúng ta có là cái giá trị proBNP này, đánh giá về phân độ cơ năng theo Tổ chức Y tế Thế giới này, theo NIHA 1234 đấy, đánh giá về triệu chứng xem bệnh nhân có ngất hay choáng ngất hay không, có triệu chứng của suy tim phải hay không, có cái tình trạng tiến triển của triệu chứng hay không giữa các lần thăm khám, tức là bệnh nhân có triệu chứng nặng dần lên hay không. Đánh giá bằng các thăm dò về gắng sức, ví dụ như là bệnh nhân có thể gắng sức bằng test 6 phút đi bộ là cái đơn giản nhất và dễ thực hiện nhất, hoặc là cái gắng sức bằng ở cái những cái đơn vị thăm dò chức năng. Cái này chúng ta cũng không phải chỗ nào chúng ta cũng làm được. Siêu âm tim, chúng ta đánh giá xem bệnh nhân có dịch màng tim hay không, đánh giá cái diện tích nhĩ phải. Đánh giá về huyết động thì chúng ta sẽ đánh giá xem bệnh nhân chỉ số tim thế nào, áp lực nhĩ phải ra làm sao, và độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trộn. Đấy thì cái thông tin này, chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta thường chúng ta chỉ làm một lần. Có những bệnh nhân có cái thông tin rất lâu rồi, chục năm trước khi người ta bắt đầu chẩn đoán chẳng hạn, và trong chục năm người ta chẳng có lần nào thông tin lại cả, vì chúng ta nghĩ rằng thông tin lại cũng chẳng để giải quyết được vấn đề gì, tăng nguy cơ cho bệnh nhân và tốn kém với bệnh nhân, bởi vì nó cũng không thay đổi được gì cái bệnh tật của tôi cả. Đấy, thế nhưng mà trên thế giới thì người ta vẫn khuyến cáo là thông tin, một số trường hợp phải thông tin lại để đánh giá cái tiên lượng của bệnh. Và cái mục tiêu điều trị thì không phải là chỉ cần, trước đây chúng ta chỉ mong muốn là duy trì được cái phân độ nguy cơ, tức là bệnh nhân không bị leo tầng, không bị leo từ tầng thấp lên tầng trung bình, từ tầng trung bình đến tầng cao. Bây giờ thì người ta cái mục tiêu người ta đã đưa lớn hơn, đó là người ta muốn cải thiện, tức là người ta muốn xuống tầng, người ta muốn là bệnh nhân từ cao xuống trung bình và từ trung bình được xuống thấp. Và nếu mà nói là điều trị đạt đích, tức là phải đạt được cái mức là nguy cơ thấp, tức là cái ước tính cái nguy cơ tử vong trong vòng 1 năm là phải dưới 5%. Đấy, thế còn nếu mà nguy cơ trung bình, nguy cơ cao, tức là chưa đạt đích điều trị. Với các yếu tố nguy cơ để dự báo tiên lượng thì bao gồm có, nhất là các triệu chứng lâm sàng của suy tim phải bên có hay không, có cái tình trạng tiến triển của triệu chứng giữa các lần thăm khám hay không, có triệu chứng thỉu ngất hay không, phân độ cơ năng của bệnh nhân ở mức nào, 1 h hay là 3 4, quãng đường đi bộ 6 phút của bệnh nhân có đạt được mức trên 440 m hay không, các thăm dò về gắng sức về tim phổi, mình sẽ đo cái thể tích oxy bão hòa đỉnh, và cái này thì mình hiện tại mình cũng chưa làm được.
Thực ra thì ở những cái máy mà đo chức năng hô hấp ấy, thì có những cái máy họ cũng có cái tính năng này, thế nhưng mà họ cũng không triển khai vì thứ nhất là ít thực hiện đấy, và cái tính chất phổ biến nên là đôi khi họ cũng không dùng cái tính năng này. Giá trị NT-proBNP có nhỏ hơn 300 nanogram trên lít hay không, các thăm dò về hình ảnh siêu âm tim thân kinh tích nhĩ phải có dưới 18 cm vuông hay không, có xuất hiện dịch màng ngoài tim mới hay không, và các thăm dò về huyết động xem là áp lực trong buồng nhĩ phải có nhỏ hơn 8 mét thủy ngân hay không, chỉ số cung lượng tim có lớn hơn 2,5 lít trên phút trên mét vuông tai hay không, và bão hòa oxy tĩnh mạch trộn có đạt được mức trên 65% hay không. Thì đấy là những cái mà đích điều trị tức là nguy cơ thấp. Cái này chúng ta sẽ cụ thể hóa bằng cái tiếng Việt ra. Thế và mục đích điều trị là điều trị phù hợp, được gọi là phù hợp khi mà tình trạng bệnh nhân đạt được và duy trì được mức nguy cơ thấp. Thế còn bệnh nhân cần cân nhắc xem cái đáp ứng điều trị chưa phù hợp để bệnh nhân duy trì hoặc đạt mức nguy cơ trung bình hoặc là bị tăng mức điều trị nguy cơ. Và cái mục tiêu chính trong điều trị là ngăn chặn diễn biến lâm sàng xấu đi và cải thiện tiên lượng lâu dài. Thì như tôi nói, tức là những nghiên cứu trước đây người ta chủ yếu đánh giá về cái tác động điều trị ngắn hạn và người ta dựa trên cái cải thiện về triệu chứng cơ năng thông qua test đi bộ 6 phút. Đấy, thế còn gần đây các nghiên cứu sơ bộ đã tập trung vào cái đánh giá về mặt tiên lượng thông qua đánh giá những cái biến cố, tỷ lệ tử vong hoặc tỷ lệ tái nhập viện hoặc là những cái suy tim nặng lên, suy tim phải nặng lên chẳng hạn. Thì người ta có mắt bốn nghiên cứu sơ bộ đánh giá về thang điểm nguy cơ trong não phổi, thì có nghiên cứu Revere của Mỹ, nghiên cứu ở Thụy Điển, nghiên cứu Compera và nghiên cứu của Pháp. Đấy, thì trong nghiên cứu này thì họ sử dụng các biến số nguy cơ khác nhau và số lượng cái biến số nguy cơ cũng khác nhau. Nghiên cứu viên người ta sử dụng từ 12 đến 14 cái biến số. Đấy, trong khi đó các nghiên cứu của Pháp có thể có 4 biến số và Compera là 6 biến số thôi. Và số lượng bệnh nhân cỡ mẫu cũng khá là lớn. Có những nghiên cứu đã lên đến 1.000 đến 2.000 bệnh nhân. Và các bệnh nhân cũng được theo dõi. Số lượng bệnh nhân theo dõi cũng nhiều. Và trong 3 nghiên cứu đầu là có bệnh nhân tăng động mạch phổi, và nghiên cứu sơ bộ của Pháp thì tại sẽ đánh giá chung trên toàn bộ bệnh nhân tăng áp lực mạch phổi, tức là kể cả cái nhóm không phải tăng áp lực động mạch phổi, và người ta sẽ định nghĩa cái nhóm nguy cơ thấp là như thế nào, cái thang điểm nào. Mà ta ước tính cái tỷ lệ sống còn sau 1 năm dựa trên cái phân tầng nguy cơ thấp, trung bình, cao, thì đấy, nếu mà cái nguy cơ thấp ấy, thì tỷ lệ tử vong sau 1 năm nó chỉ chiếm khoảng 1 đến 2 đến nó là 3, 2,5 đến 2,8%. Còn nguy cơ trung bình đã lên đến 7% và nguy cơ cao là trên 10% và thậm chí là lên đến 25 đến 30%, tức là nguy cơ rất cao, tỷ lệ tử vong sau 1 năm rất cao. Và nếu mà chúng ta đạt được trạng thái nguy cơ thấp thì chúng ta sẽ giúp cải thiện sống còn rất là tốt. Thông qua các nghiên cứu sơ bộ chúng ta thấy là nếu mà cái màu cam này tức là duy trì được cái tình trạng ổn định cái nguy cơ thấp đấy, thì cái tỷ lệ sống còn qua 5 năm cái đường sống còn nó rất là cao như này. Thế còn nếu mà cái nguy cơ nó xấu đi hoặc là nó bị diễn tiến sang nguy cơ trung bình hoặc nguy cơ cao thì cái đường cong nó sẽ xuống dốc rất là nhanh, tức là cái sống còn của bệnh nhân giảm đi rất là nhanh. Thế còn trong các nghiên cứu khác thì họ cũng đều lấy theo là có mấy yếu tố nguy cơ đấy, thì càng có ít yếu tố nguy cơ. Cái này là họ lại lấy là cái tỷ lệ sống còn mà không phải ghép phổi đấy, thì nếu mà càng có nhiều tiêu chí thì bệnh nhân sẽ sống còn thì càng tốt, tức là cái nguy cơ thấp. Trong cái Compera thì cũng thế, nên người ta nhấn mạnh cái vấn đề là ổn định ở cái mức nguy cơ thấp. Và cái điều trị ban đầu tăng áp lực phổi hiện nay người ta đặt ra thì hầu hết những bệnh nhân nguy cơ thấp và trung bình thì nên đã được bắt đầu điều trị phối hợp bằng một thuốc nhóm kháng đối kháng thực thể endothelin phối hợp với nhóm ức chế phosphonamdiesterase hoặc là phối hợp với chất kích thích guanine cyclase, tức là nhóm theo con đường nitric oxide. Thì ở chúng ta chỉ có mỗi 2 cái này để phối hợp, tức là với những bệnh nhân nguy cơ thấp và trung bình thì chúng ta có thể phối hợp luôn từ đầu 2 cái loại thuốc này để đơn trị liệu hoặc là phối hợp. Nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình thì đương nhiên là phối hợp, còn nguy cơ cao thì phối hợp và phải kèm theo có cả prostacyclin truyền. Thế còn về theo dõi lâu dài tăng áp lực phổi thì những cái khuyến cáo về những cái xét nghiệm là bao nhiêu lâu chúng ta phải làm, đánh giá gì một lần thăm khám và bao lâu chúng ta phải thăm khám, thì theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ đồng thuận năm 2009
thì chúng ta sẽ có những cái yếu tố về theo dõi. Thứ nhất là về mặt triệu chứng, về sự mất bù của triệu chứng, về mức độ phân độ cơ năng, về quãng đường đi bộ 6 phút, về các triệu chứng của suy tim phải, về kích thước và chức năng thất phải, đặc điểm về huyết động, giá trị proBNP và các thông số cần đánh giá và cái mức độ thường xuyên để đánh giá. Nếu mà bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ thấp hay là nguy cơ trung bình cao thì mỗi 3 6 tháng hoặc là mỗi 1 đến 3 tháng. Đấy, trong đó siêu âm tim thì chúng ta sẽ mỗi 12 tháng hoặc là phụ thuộc vào từng trung tâm. Đấy, còn nhóm cao thì 3 6 tháng và phụ thuộc trung tâm. Đấy, thông tim này. Chúng ta sẽ thông tim ở nhóm nguy cơ thấp nếu mà bệnh nhân có cái diễn biến lâm sàng xấu đi, hoặc là cũng phụ thuộc từng trung tâm, hoặc là ở những nhóm nguy cơ trung bình cao chúng ta sẽ đánh giá mỗi 3 6 tháng hoặc có diễn biến lâm sàng xấu đi. Vì luôn luôn trong các thang điểm nguy cơ chúng ta vẫn thấy là người ta vẫn quan tâm đến chỉ số áp lực khí phải này, chỉ số về cung lượng tim và một số cái thông số thang điểm nguy cơ người ta còn quan tâm đến báo hạ oxy tĩnh mạch trội. Và với những bệnh nhân có nguy cơ cao ấy, thì người ta nói rằng là chúng ta nên chuyển tới những cái trung tâm chuyên về tăng áp mạch phổi để bệnh nhân có thể có được cái điều trị tối đa nhất, hoặc là tham gia vào thử nghiệm lâm sàng. Đấy, tức là có rất nhiều nước giống như tình trạng ở như nước ta hoặc là tốt hơn một chút, ví dụ như là nước lân cận chúng ta là Singapore, thì chúng tôi cũng đã có dịp đi sang đó thì thấy rằng là những cái người làm tăng áp phổi người ta cố gắng là triển khai càng nhiều những cái thử nghiệm lâm sàng này ở cái bệnh viện của họ, nước của họ càng tốt, để những cái bệnh nhân có cơ hội được sử dụng thuốc tốt như trên thế giới mà bệnh nhân đỡ cái chi phí, và thậm chí bệnh nhân hết nghiên cứu này lại sang nghiên cứu khác. Đấy, thì họ dựa vào cái thử nghiệm lâm sàng này rất là nhiều, hoặc là bệnh nhân sẽ cần phải đưa vào cái danh sách để chờ ghép phổi. Đây là cái tóm tắt lại của cái khuyến cáo năm 2015 của Tim mạch châu Âu về cái phác đồ điều trị tăng áp lực động mạch phổi. Thì cái này chúng ta cũng đã trình bày ở phía trước rồi. Khuyến cáo thuốc khởi đầu, chúng ta có các nhóm thuốc có thể bắt đầu với cái mức độ bệnh nhân có cái phân độ cơ năng như thế nào, chúng ta sẽ sử dụng các thuốc gì, và các khuyến cáo phối hợp thuốc từ ban đầu với mức độ phân độ nguy cơ, phân độ triệu chứng cơ năng là mức độ 1, 2 hay là mức độ 3, 4 hay là mức độ 4 trở lên, thì chúng ta sẽ có những khuyến cáo về về phối hợp thuốc. Đấy, thì có một nghiên cứu người ta sẽ phối hợp từ ban đầu nghiên cứu để phối hợp thuốc đối kháng thử endothelin và ức chế phosphodiesterase 5. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là người ta sẽ đánh giá cái đánh giá về sức cản mạch phổi, mức độ thay đổi về sức cản mạch phổi so với ở cái giai đoạn ban đầu, và trong những cái lần theo dõi thì người ta thấy có cái sự giảm đáng kể về sức cản mạch phổi, tức là chúng ta vẫn cần phải thông tin cho bệnh nhân để đánh giá cái đáp ứng điều trị. Đấy, còn một nghiên cứu nữa là người ta sẽ nghiên cứu về phối hợp ba, tức là leo thang ba ba phối hợp ba trị liệu, thì và người ta cũng muốn đánh giá xem là khi mà phối hợp ba trị liệu thì cái cải thiện về triệu chứng của bệnh nhân như thế nào. So sánh phối hợp và so sánh điều trị phối hợp và điều trị đơn trị liệu thì sẽ thấy là giảm 35% nguy cơ diễn biến lâm sàng nặng lên ở nhóm điều trị phối hợp so với nhóm điều trị đơn trị liệu, cải thiện quãng đường đi bộ 6 phút so với đơn trị liệu, và ước tính nguy cơ tử vong thì ở nhóm phối hợp sẽ thấp hơn so với đơn trị liệu. Các điều trị khác chúng ta đã nói rồi, các điều trị khác thì nó chỉ có giúp hỗ trợ về mặt triệu chứng và nó không làm thay đổi tiên lượng. Bệnh nhân những bệnh nhân giai đoạn nặng hoặc chờ ghép tim phổi, ta có thể có những cái biện pháp về mặt cơ học, ví dụ như phá vách lên nhĩ hoặc là tạo một cái luồng thông port, tức là giữa động mạch phổi và động mạch chủ xuống, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng các thiết bị hỗ trợ thắt để mà trong giai đoạn chờ ghép phổi điều trị các biến chứng, ví dụ bệnh nhân có những trường hợp rối loạn nhịp trên thất chẳng hạn, trạng cô đặc máu hoặc là ho máu, những cái biến chứng cơ học của những trường hợp động mạch phổi nó giãn rất là to vì vỡ động mạch phổi. Các vấn đề sức khỏe khác của bệnh nhân chúng ta cũng cần phải quan tâm. Hiện tại bây giờ thì với vấn đề có thai thì người ta vẫn khuyến cáo là chống chỉ định của những trường hợp bệnh nhân tăng áp lực phổi nặng. Đấy. Thế nhưng mà cái việc đó thì ở Việt Nam không phải là dễ dàng, vì là lại đa số bệnh nhân nữ hay mắc, nữ ở tuổi sinh đẻ hay mắc tăng áp lực phổi, nên là bệnh nhân cái vấn đề này rất khó khăn đối với bệnh nhân. Các vấn đề phẫu thuật, các phẫu thuật ngoài tim hoặc là vấn đề tiêm phòng, du lịch ở độ cao độ, hoặc những vấn đề về tư vấn tâm lý di truyền, vì đây là cái bệnh lý mãn tính
Đấy, và cái quá trình phát triển của thử nghiệm lâm sàng chúng ta nói đấy, cái thử nghiệm lâm sàng đầu tiên về cái epoprostenol tĩnh mạch truyền liên tục này, đơn trị liệu này. Sau đó thì giai đoạn mà đánh giá các thử nghiệm để đánh giá về cải thiện về triệu chứng cơ năng, tức là trong từ năm 2002 đến năm 2013, còn từ năm 2013 trở đây thì đánh giá về cải thiện về tiên lượng đấy. Còn một số xương mới trong nghiên cứu điều trị tăng áp lực phổi thì ngoài ba con đường trên thì bây giờ người ta thấy là cái tác dụng của nó cũng mới chỉ biến thế thôi, nó cũng không cải thiện được nhiều. Thì người ta có những cái hướng mới, người ta sẽ điều trị theo cơ chế đáp ứng viêm và miễn dịch, các thuốc tác động vào dưới là chức năng phi thể, các hướng tác động vào gen, bởi vì chúng ta biết là tăng áp của căn nó có một cái đột biến gen BMRP2 đấy, thế nên là người ta cũng muốn tác động vào cái hướng đó, và người ta có thể điều trị bất khả hệ thần kinh ở hệ động mạch phổi, tức là người ta cũng như kiểu điều trị RF ở hệ thần kinh động mạch thận trong những trường hợp tăng huyết áp kháng trị, thì người ta cũng nghĩ đến cái hướng là bất khả hệ thần kinh ở động mạch phổi, và cái này đã được tiến hành ở Trung Quốc này, nó chưa được công nhận ở Mỹ nhưng mà Trung Quốc người ta đã làm một số trường hợp và người ta có thiết bị để làm cái đó, người ta cũng đã từng báo cáo để các hướng nghiên cứu mới. Và để kết luận thì chúng ta cũng hết thời gian rồi, thì cái quan trọng nhất trong tăng áp lực mạch phổi đó là chúng ta phải hiểu biết được các yếu tố nguy cơ và các dấu hiệu triệu chứng. Phát hiện các dấu hiệu triệu chứng sớm chính là chìa khóa để chẩn đoán sớm và chính xác tăng áp lực mạch phổi, và nó cũng là cái bước đầu tiên để mà chúng ta có thể điều trị và thay đổi được cái tiên lượng, tức là cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân. Và mục tiêu điều trị là đưa được về và duy trì tình trạng trạng thái nguy cơ thấp, mục tiêu điều trị. Và cái việc đánh giá nguy cơ tăng áp lực phổi nên là mình sử dụng các công cụ khách quan, tức là cái bộ đánh giá nguy cơ đấy, và chúng ta sẽ thực hiện lặp lại ở mỗi lần thăm khám. Và hầu hết các nhóm bệnh nhân nguy cơ thấp và trung bình thì có thể bắt đầu điều trị với liệu pháp phối hợp của một cái thuốc đối kháng cụ thể endothelin và thuốc ức chế phục hồi diesterase 5 hoặc là thuốc kích thích guanine cyclase. Thì đấy là bài trình bày của tôi. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Các bạn có ý, câu hỏi gì không ạ?